Thầy chào các em. Có anh Minh này, có Lâm, có Khánh Hòa đã vào. Thầy chào Khánh Hòa. Cái file bài làm cái file đề bài range 6 thầy đã gửi ở trong nhóm Zalo. Lạc quá nhỉ. Ta chờ một chút, chờ các bạn vào đủ ta sẽ bắt đầu nhé. Xin được xem tiến độ đọc bài của các em học sinh tới đâu. Các em lưu ý video thì thầy đã gửi lên trên Rồi, ok. Khánh Hòa ấy, tài khoản của em còn vào được không? Thầy để ý trên bảng danh chưa thấy tên Khánh Hòa xinh xắn đâu cả. Tại bài 4 tên file nó là file gì? Bài bao nhiêu chung? Tên file là bài bao nhiêu cho tiện theo dõi. Bài 9 là bài này từ lâu lâu rồi mà. Bài 9 chung mới được 4 điểm à, mà băng lại được 10 điểm à. Muốn phút điểm bài đấy phải xử lý số lớn. Cái đó ta sẽ làm ở phần sau. Bài này băng đã xử lý được số lớn được 10 điểm rồi. Không phải đâu, mình là nó sử dụng kỹ năng xử lý sâu ở phần sau ta sẽ được học. Khánh Hòa lại bay màu đâu rồi? Các bạn nộp bài lên trên bảng danh ngay nhá. Rồi ta chờ đợi thì các bạn vào. Tại mới có 4 em vào. Loát bảng danh phải chờ một tí bởi vì số lượng bài hơi nhiều nên khi mà ta loát thì phải chờ nó tổng hợp. Đó. Rồi, có 6 bạn vào rồi. Có Nguyên vào. Có Nay Chu Băng. Ok, các bạn tiếp tục nộp bài lên server nhé, server đã bật.
N bé thế bằng 10 mũ 9 thôi. À không, 10 mũ 6. Thông thường là khoảng 10 mũ 6 đó. Ở góc hỏi đáp đầu rời thì thầy trò mình có góc hỏi đáp, vừa rồi Trung có hỏi bài số 9. Ở bài số 9 thì phải sử dụng áp dụng công thức sau đó xử lý số lớn. Có bạn nào cần giải đáp hỏi bài nào thì các bạn comment ở cửa sổ nhé. À, tất nhiên for ok bởi vì đây là bài tập câu lệnh lặp mà băng. À, thế các bạn vào khá đủ rồi, có Gia Bảo vào, Tuấn Anh cũng vào rồi, Nguyên, có Trường Giang, Lâm, Anh Minh, có 9 bạn à. À, Nguyên có hỏi bài 24, ok, ở quên nãy là thầy chưa bật mà cam. Bài 24 ta ngó xem tới thời điểm. Bài 24 các bạn nộp và tối đa được 10 điểm. Các bạn trung bình được 4 5 điểm. Rồi ta sang bài 24. Hôm nay cái góc thầy ngồi ấy, cái ánh sáng nó chán đời thế nhỉ? Cái bằng đấy hỏng để con em sang dõi đúng có lên trên. năm bài 24 nó ở đây năm à. Bài 24 vừa rồi Nguyên hỏi thì bài này là bài thực hiện là cho một cái dây có độ dài lần lượt là A, B, C, người ta hỏi nó có tạo thành một ba cạnh của một tam giác hay không, thì khi đó ta nhận thấy rằng ABC là bờ độ dài ba cạnh của tam giác khi và chỉ khi tổng hai cạnh lớn hơn cạnh còn lại. Điều này có nghĩa là A cộng B lớn hơn C, B cộng C lớn hơn A và C cộng A lớn hơn B. Vậy thì cốt chương trình mình gồm có hai việc. Việc đầu tiên là nhập ABC. Bước thứ hai ta kiểm tra xem nếu nó thỏa mãn cái biểu thức điều kiện này thì thực hiện tính diện tích tam giác theo công thức Hê-rông. Sau khi tính xong ta đưa ra kết quả và kết quả của ta lấy chính xác đến hai chữ số thập phân. Do đó ta có sử dụng câu lệnh Fit Set Precision. Công thức Hê-rông được tính bởi nửa chu vi và S bằng P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C. Lưu ý rằng thằng A cộng B cộng C nó là kiểu số nguyên nên ta phải ép tử số thành kiểu số thực bằng cách gắn P bằng 1.0 nhân với A cộng B cộng C sau đó chia cho 2. Lưu ý ở đây có 1.0 nhé Nguyên nhé. Để ép cái tử số thành số thực để nó thực hiện phép toán chia số thực. Đấy, thực hiện xong việc trên là ta được có bài 24 như trên. Thầy chụp lại màn hình để gửi lại trong nhóm. Rồi, các bạn đã vào đầy đủ, ta sẽ tiếp tục nhờ nhé. Hôm qua ta đang xử lý ở bài D6. Ở trong file D6 ở hôm qua ta có cái bài toán là cho một cái số nguyên có bốn chữ số, hãy tách các chữ số của nó ra. Để tách các chữ số của một số ra, ta sẽ thực hiện công sử sử dụng phép toán chia dư cho 10.
để lấy số hàm đơn vị và phần còn lại là số chia nguyên cho 10. Đấy. Quá trình tách các chữ số này thì mình sẽ lưu được các chữ số, bởi vì mình tách từ bên phải tách sang mà. Nên mình giả sử số này có định dạng là A, B, C, D thì mình sẽ là D, C, B, A. Vậy thì điều đề bài người ta yêu cầu là tìm chữ số lẻ lớn nhất trong cái chữ số này. Tìm chữ số lẻ. Vậy thì mình thấy rằng số trong các chữ số trên thì ta thấy là số 5 là số lẻ lớn nhất. Vậy thì ta gọi là bắt đầu ta xem tư tưởng của cái giải thuật tìm giá trị lớn nhất. Là ta sẽ thực hiện việc đó là bắt đầu ta xem phần tử ta xem khởi tạo biến red bởi giá trị vô cùng bé là trừ một e chín. Chừng nào thằng red ta còn nhỏ thua ký tự a, nhỏ thua thằng a và thằng a là số lẻ thì ta cập nhật lại thằng red. Tương tự như vậy ta mang thằng red so sánh với những thằng còn lại. Nếu thằng còn lại nó nhỏ lớn hơn red và thằng còn lại nó thỏa mãn điều kiện của bài toán thì ta cập nhật giá trị red. Thực hiện xong chuỗi câu lệnh này thì ta thu được red là giá trị lớn nhất. Vậy thì ta nhận thấy rằng nếu không có biểu thức nào ở dưới đây thỏa mãn điều kiện thì red nó không thay đổi giá trị, thì chứng tỏ red vẫn bằng giá trị khởi tạo ban đầu, thì chứng tỏ rằng không có số lẻ nào trong số chữ số. Ví dụ thầy chạy với cái bộ test là 2222 thì nó sẽ ra là none, bởi vì không có chữ số lẻ nào ở trong số ở trên. Đấy. Còn ngược lại thì ta đưa red ra, ta xe thằng red ra. Đó là cái bài toán. Như vậy thì ở cái bài toán số 29 tới thời điểm này thầy quan sát lại nào. Tới thời điểm này bài 29 là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bạn là đã được 10 điểm và các bạn được 5 điểm. Đấy. Và đúng rồi, 7 bạn. Mà lớp ta hiện tại là đã có 12 bạn đăng nhập trừ thầy còn 11. Gia Bảo là sử dụng hai tài khoản như vậy là còn 10. À, Gia Bảo mới có 10 tài khoản này. Có Huy Văn Tuấn Anh Nguyên Trường Giang, à có Trường Giang, rồi có Thiên, có Nguyên, Lâm Gia Bảo, Anh Minh rồi. Để với như vậy thì ta đang làm cái nội dung lập trình cơ bản với cái bài tập về cấu trúc dãy nhánh bài 29. Cái file D6 này thầy đã gửi ở trong nhóm Zalo, các em tải về để dùng để ta nộp bài. Server vẫn đang chạy và chấm bài của các bạn học sinh và các bạn nộp thì các em hãy tiếp tục chấm nhé. Sau mỗi buổi dạy thì cái video bài giảng thầy đăng trên kênh YouTube là Đặng Tuấn Thành. Thì các em lưu ý là cái trên kênh YouTube thì các bạn vào trong cái thẻ là có nhỉ? Đây. Bạn nào chưa đăng ký kênh YouTube của thầy thì nhớ đăng ký kênh YouTube giúp thầy nhé. Có bao nhiêu email đăng ký giúp luôn thầy luôn. Hiện tại có 809 đấy. Đấy. Trong khi các bạn vào kênh YouTube Đặng Tuấn Thành thì các bạn vào trong playlist là có các video theo các nhóm. Ví dụ như các video của lớp cơ bản thường thầy sẽ đăng nó ở trong lớp học sinh giỏi trung học tin học trung học cơ sở đây. Đấy. Và khi đó các bạn chờ một tí thì sao lại quảng cáo luôn cô Nguyên? Thì ở phía dưới này nó có rất nhiều cái đề xuất ở sao toàn đề xuất video luôn cô này. Đấy, bên tay trái này nó có các video các bạn có thể để xem các cái video bài giảng ở trên này. Và ví dụ như cái bài buổi gần đây nhất là bài bài tập nâng cao về câu lệnh dãy nhánh này, là bài học buổi trước này, thì các bạn click vào đấy để xem video. Rồi, với kênh YouTube đấy thì các bạn sẽ có video bài giảng. Các em nào mà đang trống mất một số buổi chưa học thì các em tự học nhé. Đợt hè này các em cố gắng tăng tốc lên để làm việc. Như vậy ở bài số 29 trong file D6 nó tiếp cận theo cái bài toán tìm giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất. Thỏa mãn thêm một điều kiện nữa. Thỏa mãn thêm một điều kiện nữa. Và nếu mà sau khi thực hiện xong mà không tìm được số nào thì đưa ra kết quả năn. Đấy. Ngoài ra nếu có thì ta đưa kết quả ra. Rồi hôm nay ta sẽ tập trung đánh luôn cái bài số 30. Trước khi đánh bài 30 thì ta kiểm tra xem bài 30 tại thời điểm có hai bạn đã làm tốt là bạn Trung và bạn Băng đã làm được rồi. Đây ta sẽ làm ở bài số 30 các em nhé.
Ở bài số 30 ta cùng đọc đề và cùng làm việc luôn. Tìm hoán vị trí của một chữ số với số cho n là một cái số nguyên dương có ba chữ số. Người ta tìm hoán vị các cái chữ số để được một cái số mới. Ví dụ số 213 thì ta thu được hoán vị là 123, 21, 31, 312, 321 và 123. Như vậy thì trong các cái hoán vị này thì hoán vị có giá trị lớn nhất đó là số 321. Đấy. Nhìn ở đây thì ta nhận thấy rằng đề bài này thì cái số nguyên của mình nó là số có 3 chữ số. Vì số này có 3 chữ số, điều đó chứng tỏ rằng cái việc tách các chữ số của ta ta sẽ làm tương tự như ở buổi học trước. Bước 1 là ta tách chữ số ở hàng đơn vị ra. Đấy. Vậy thì ta sẽ quay tiếp cận theo ý tưởng thuật toán. Ý tưởng thuật toán của bài toán này đó là ta lần lượt tách các chữ số của n lưu vào các giá trị các biến ABC. Đấy. Lưu vào các biến ABC. Sau bởi vì thu được để ghép được cái giá trị lớn nhất, vậy thì ta sẽ thực hiện sắp xếp các số này theo chiều giảm dần. Tuy nhiên tại thời điểm này ta chưa tiếp cận thủ tục sắp xếp. Một số các em đã học được giải thuật sắp xếp rồi. Thì bài này ta sẽ thực hiện cái công việc là rõ ràng để thu được một hoán vị lớn nhất thì cái số lớn nhất sẽ phải đứng ở đầu, số bé nhất sẽ phải đứng ở cuối và cái số còn lại sẽ đứng ở giữa. Vậy thì ta sẽ thực hiện là để thu được số lớn nhất để ghép được số lớn nhất thì số đầu tiên là giá trị lớn nhất là cái thằng R max. Đấy. Số đầu cuối cùng là thằng R min. Trong đó R max, R min đây. Số đầu tiên sẽ phải số lớn nhất, số cuối cùng là số R min. Và số ở giữa. Cái chỗ này hôm trước Trung có nhắn về hỏi bạn để tìm được số ở giữa thì thấy bạn biến đổi rất thể lực và cô cuối cùng cũng ra được kết quả. Ta nhận thấy rằng ta có 3 số A, B, C. Ta đã có thu được R min là thằng bé nhất, thằng R max là thằng lớn nhất. Vậy thì thằng số ở giữa thì nó sẽ là bằng ba tổng của 3 thằng trừ đi 2 thằng còn lại. Trừ đi 2 thằng đã chọn. Đấy. Thì đây chính là cách tìm số ở giữa nhé, Trung nhé, và các bạn nhé. Rồi với cái ý tưởng như trên thì ta sẽ giải quyết bài toán ấy, lần lượt như sau. Vậy thì với mỗi bài toán các em rèn cho thầy cái ý tưởng thuật toán này nhé. Các em phải đề xuất được ý tưởng thuật toán, tức là bài này em định làm gì? Cái bàn chỗ ngồi của thầy thầy chuyển lên trên tầng để cho các bạn học offline nên thầy bị mất chỗ ngồi nên thầy phải ngồi ở ngay cái bàn ở đấy nên góc view nó hơi kỳ quạch một tí. Rồi. Chỗ này hơi hoài cổ một tí thôi. Cái bộ bàn ghế này nó làm gì đã được 20 năm, nó 25 năm. Ở bước 1 thì ta sẽ thực hiện là nhập giá trị n. Bước thứ hai ta tách n để được giá trị A, B và C. Rồi bây giờ các bạn hãy comment cho thầy biết C nó sẽ bằng gì. C là số ở hàng đơn vị. Chung là cái lớp lớp offline của thầy đó là lớp nâng cao. Cái lớp này em chưa học được bởi vì cái lớp này nó học hơi chuyên sâu rồi.
nó học đến ngang tầm đề lập biểu tưởng cấp quốc gia rồi, nên hôm tới sẽ có cái lớp lớp offline của cái lớp kia. Thì tuy nhiên mấy hôm nay thì bận quá thì chưa xếp được lịch, nên cái lớp offline mà bảo em học thì chưa học được. Đâu khoan Nguyên ơi, ta đã tách được thằng C đâu. C bây giờ nó đang là cái số này này. Bây giờ ta đang có số 1, 2, 3 đây. Thằng C của thầy bây giờ nó đang là thằng này. Vậy C sẽ bằng gì? Các bạn bật cửa sổ comment cho thầy nào. Đây là số nguyên dương N. Vậy C sẽ bằng gì? Trung đề xuất C sẽ bằng là C chia cho 100. Cảm ơn Trung cho một đập. Nguyên nó bằng 3 tất nhiên rồi. Băng nó bằng N phần trăm 10. Lâm đề xuất N phần trăm trên 100. Thôi thầy buồn quá. Trung hỏi lấy số đầu đó là số A nhé. Số mà, với số nguyên thầy mặc định nó là số có 3 chữ số có dạng ABC. Rồi Trường Giang cũng đề xuất là N phần trăm 10. Rồi ok, như vậy các bạn đề xuất luôn N phần trăm 10. Vừa rồi thì Lâm có đề xuất N chia dư cho 100 nó được số 23, Lâm nhé. Còn để thu được số 3 nó chỉ cần chia dư cho 10 là được. Đấy. Sau đó N là phần còn lại. Phần còn lại đó là chính là N chia nguyên cho 10. Tương tự như vậy, giá trị B nó sẽ bằng bao nhiêu? N sau khi thực hiện N bằng N chia nguyên cho 10, số B của thầy là số 12. Bây giờ thầy có số 12, thầy muốn tách được số 2 thì số B sẽ bằng gì? Các bạn comment vào cửa sổ chat giúp thầy. Rồi thầy nhận nhanh chóng nhận được các cái kết quả. B bằng B đập cho mình một phát bây giờ. Rồi. Rồi cảm ơn Giang, rồi cảm ơn Lâm. Ok, B nó sẽ là N chia dư cho 10. Rồi. Thằng C là thằng còn lại. C còn lại thì nó sẽ chính là bằng thằng N chia nguyên cho 10. Đấy. Xin lỗi, thằng đó thằng A. Rồi như vậy bài toán của ta bây giờ thầy trò mình đã thu được thằng ABC rồi. Theo ý tưởng của thuật toán để ghép được số lớn nhất thì ta ghép số đầu tiên ở đứng đầu. Số cuối cùng là số rmin và số ở giữa là bằng tổng của ba số kia trừ đi cái thằng còn lại. Vậy thì rõ ràng ta phải tìm thằng rmax, rmin là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Vậy thì ở sang bước kế tiếp là bước 3. Ta tìm thằng rmin, rmax và thằng giữa. Rmin là giá trị lớn nhất. Vậy thì rmin ban đầu khởi tạo bằng bao nhiêu? Các bạn bật vào cửa sổ chat giúp thầy. Thầy chào Thanh Nhàn nhá. Thanh Nhàn ơi, bài tập thầy gửi ở trong nhóm nhé. Ta đang làm cái bài tập Friday 6. Em theo học cái lớp này thật tốt, làm bài cùng với các bạn và các em. Rmin khởi tạo bằng 1E9. Tuấn Anh đề xuất như vậy. Các bạn khác thì sao? Bà con hãy cho thầy biết Rmin khởi tạo bằng bao nhiêu? Rmin dùng để tìm lưu giá trị lớn nhất. Xin lỗi, giá trị nhỏ nhất của ABC. Nguyên khởi tạo Rmin bằng C. Cảm ơn Nguyên, đó cũng là một cách khởi tạo tốt. Các bạn nào đang làm xong bài này rồi thì các bạn làm tiếp tục làm các bài khác nhé. Các bạn nào chưa làm xong bài này thì ta khởi tạo tiếp. Thầy đập cho băng một phát bây giờ. Thế Rmin chính là bằng số N à? Đó cũng là một cách khởi tạo. Ta tổng quát hơn đi. Rồi cảm ơn Thiên. Thiên khởi tạo bằng âm 1E9 là một giá trị vô cùng bé. Khi đi tìm giá trị nhỏ nhất thì ta phải khởi tạo một cái giá trị ngược lại giá trị này. Thiên nhá. Rồi như vậy thì ta đề xuất theo đề xuất của Lâm và đề xuất của Tuấn Anh là ta sẽ sử dụng khởi tạo nó bởi một giá trị vô cùng lớn là 1E9. 1E9 tức là 10 mũ 9 nhé. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện là nếu thằng rmin của thầy
mà lớn hơn thằng A. Khi rmin lớn hơn thằng A thì điều đó chứng tỏ thằng A mới là số bé hơn. Thì thầy gắn rmin bằng A. Khi rmin mà lớn hơn thằng B thì gắn rmin bằng B. Khi code chương trình trên máy các em cũng code như vậy nhé. Copy paste cho nó nhanh. Lớn hơn thằng C. Rồi. Như vậy thì ta sẽ thực hiện tìm được thằng rmin rồi. Kế tiếp thầy thực hiện tìm thằng rmax. Rmax khởi tạo bằng bao nhiêu? Các bạn comment giúp thầy. Ở buổi trước ta đã học cách tìm giá trị lớn nhất. Rồi, cảm ơn Băng đã rất nghe, và các bạn đã cho nghe kết quả có Băng có Nguyên Tuấn Anh đã nhanh chóng ta có trừ một E9. Khi tìm giá trị lớn nhất ta khởi tạo Rmax bởi một giá trị vô cùng bé. Giá trị vô cùng bé đó chính là giá trị âm 10 mũ 9 mà ta thường dùng. Nếu mà các bạn sử dụng kiểu long long thì các bạn sử dụng là trừ một E 10 18 nhé. Rồi, bây giờ ta sẽ thực hiện theo bài toán là nếu thằng Rmax của mình mà nhỏ hơn thằng A. Khi Rmax nhỏ thua A chứng tỏ thằng A mới là thằng lớn hơn, vậy thì thằng Rmax bằng A. Ở đây một số các bạn biết sử dụng hàm max hàm min thì các bạn sử dụng luôn hàm max hàm min cũng được. Tuy nhiên ta đang làm ở trong bài tập cấu trúc dãy nhánh nên thầy phân tích nó hơi chi tiết một tí, nên cảm giác nó hơi chi tiết. Rồi, như vậy ta đã tìm được thằng Rmax, tìm được thằng Rmin như mong muốn. Bây giờ theo đề bài thì ta nhận thấy ta có 3 số, thì bây giờ cái thằng giữa của thầy thì nó sẽ ta có 3 số đó chính là số A cộng số B cộng số C. Số ở giữa đó là thằng Rmax. À, thằng đứng đầu là thằng Rmax, thằng thứ hai là thằng Rmin thì chứng tỏ thằng còn lại đó chính là tổng của 3 số trừ đi thằng còn lại. Ừ, đúng là cảm giác nó chi tiết kiểu nó hơi lòng vòng một tí. Cảm ơn Gia Bảo đã rep ly lại cái dòng của thầy. Thuận học lớp này làm lại một ít bài tập cơ bản để buồn em nhé. Các bài tập thầy gửi trong nhóm rồi đấy. Hôm nay lớp ta có thêm một số các cái thành viên của lớp nâng cao vào học cùng các em để ôn tập lại đợt hè. Bởi vì các anh chị vừa học xong cái lớp nâng cao rồi đợt này đang rảnh rỗi. Thầy chưa mở lại được cái lớp nâng cao online cái part 2. Bởi vì còn vì nhiều lý do. Rồi, vậy thì thầy đã tìm được thằng giữa. Vậy kết quả của bài toán thầy hay sử dụng biến red. Kết quả của bài toán red nó sẽ bằng gì? Nào, các bạn hãy cho thầy biết. Nếu thầy thu được thằng Rmax là thằng ghép đầu tiên, thằng giữa ghép ở giữa và thằng Rmin ghép cuối cùng. Vậy để ghép thành một số có 3 chữ số thì Rmax biến Z nó là số nào? Bằng gì? Xin mời các bạn comment vào trong cửa sổ chat giúp thầy. Thằng Z bằng gì? Để thu được ra số lớn nhất, thầy ghép Rmax ở hàng trăm, thằng giữa ở hàng chục và thằng Rmin ở hàng đơn vị. Vậy Z bằng gì? Thiên đề xuất là thằng 100 nhân A cộng với 10 nhân giữa cộng với C. Lưu ý rằng thằng A của mình bây giờ không phải là thằng lớn nhất và thằng C cũng không phải là thằng bé nhất Thiên nhé. Nguyên thì đề xuất là 100 nhân thằng Max cộng 10 nhân thằng Min cộng thằng giữa. Thằng Min mà ghép ở giữa thì chứng tỏ kết quả nó chưa phải là thằng tốt nhất. Xin mời các bạn đề xuất các cách ghép khác. Bây giờ thầy có thằng Rmax, Rmin và thằng giữa là các số có một chữ số. Thầy muốn ghép nó thành một số có ba chữ số mà giá trị lớn thu được giá trị lớn nhất thì thầy ghép như thế nào? Các bạn gõ vào cửa sổ chat nhé. Rồi, Hải Lâm đã nhanh chóng cho ra kết quả chính xác, nó chính là bằng thằng 100, đây thầy copy luôn của Lâm vào, bằng thằng 100 nhân với thằng Rmax, bởi vì thằng Rmax ở hàng hàng trăm, thằng giữa nó ở giữa nên 10 nhân giữa và cộng với thằng Rmin nhé. Đấy. Sau đó ta thực hiện là đưa thằng Z ra. Đấy.
Để phóng to nó ra để các bạn dễ nhìn. Rồi xin mời các bạn làm bài này và các bạn nộp lên trên server nhé. Các bạn nào làm xong bài này rồi thì các bạn hãy tiếp tục làm các bài tập kế tiếp nhé. Server vẫn đang phục vụ các bạn chấm bài. Mà các bạn mạnh dạn spam vậy này. Đấy, thế Huy đang chấm bài mạnh dạn đây. Ta đang làm bài số 30 và hiện tại bài 30 đã có 3 bạn nộp bài thành công. Đã 4 bạn nộp bài thành công. Rồi xin mời các bạn, ta đây đang có 14 bạn. Xin mời tất cả các em làm bài 30 nhé. Và cái ý tưởng thuật toán này và với mỗi bài toán các em hãy giúp cho thầy là nêu được ý tưởng giải quyết bài toán đấy. À, Trung có hỏi bài 31. Bài 31 xóa số cho n số nguyên dương, người ta thực hiện xóa đi một số chữ, xóa đi một chữ số và giữ các số còn lại. Thực hiện xóa số như trên, ta thu được các số này. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất thu được trong các cái xóa, xóa trên. À, Huy có hỏi bài 37 à? Đừng bảo bài 37 trên server không có nhé. Bài 37 sao nó bay màu nhỉ? Để thầy một tí. Đây, bài 37 có test đây mà, bài 37. Có test đây mà sao lại nó lại chuyện nào vào nhỉ? Để thầy tí, phải kiểm tra xem. Bài 37 hay là nó bị check không chấm. Thế bài 37 có đây mà. Bài 37 có 10 test. Để kiểm tra lại test bài 37 xem nó có vấn đề gì không. Các bạn cần hỏi đáp các câu hỏi nào thì các em comment vào cửa sổ chat giúp thầy nhé, hoặc là các em bật mic lên nói. Bài 37 đó là file kia. À, Trung ơi, em hãy mạnh dạn code và nộp bài nhé. Test của thầy server nó vẫn đang chấm và phục vụ em. Hãy cố gắng donate cho thầy nhiều nhiều một tí. Bài 37 trên server vẫn có bình thường. Tại sao nó lại không chấm bài cho các em nhỉ? Có chấm bài này, bài 37 điểm một tên. Các bạn nào làm bài 37 các em hãy nộp lại, nộp thử lại xem sao nhé. Mà sao trên server lại không thấy bạn nào nộp bài, xem nó có vấn đề gì ở bài 37 không. Được. Rồi ok, nhàn nhanh lên nhé. Ok, hãy chạy một cách thần tốc. Lưu ý là khi làm mã định danh hay làm thẻ căn cước, các em phải trang điểm đẹp một tí, nhớ chụp cái ảnh lên sau này không dám nhìn lại đâu, nên phải cố gắng trang điểm đẹp một tí.
Trung hỏi bài 31 phút điểm rồi mà. Ở bài 31 thì ta chưa chữa. Thuận ơi, bài video bài giảng có quay lại và thầy sẽ đăng ở trên kênh YouTube nhé. Nhưng mà theo kinh nghiệm của thầy thì khi xem kênh YouTube các bạn nhớ like, share, comment cật lực để cho kênh YouTube nó nổi lên nhé. Huy có phun nhưng em có phun đâu. Thì chưa phun thì làm đi Trung. Trung đã rơi xuống top 3 rồi à, buồn cho Trung. Nãy giờ thầy cứ tưởng Trung ở top 2 hóa ra Trung đã rơi xuống top 3. Các bạn cùng cố gắng nhé, trên bảng danh của mình điểm của các bạn là đang tiếp tục cập nhật. Thanh Nhàn cũng đổ xong bài, xong rồi lại té đi công việc rồi. Khi nay thấy Khánh Hòa vào, Khánh Hòa lại bay màu rồi nhỉ. Ok Tuấn Anh, cố gắng lên. Ok. Anh Minh cười cái gì nhạt ạ? Bỏ sư. Bài 37 băng đã ok rồi à? Sao trên bảng danh nó không cập nhật nhỉ? Sẽ tới một thời điểm mà thầy cho mình phải reset lại cái bảng danh ấy, lại cho mọi người đua lại từ đầu. Nhưng tới thời điểm này ta cứ tua hết nha, chắc phải hết phần của chúng lần. Gia Bảo cố gắng các bạn yên tâm, chị Băng chị bị reset top đầu rất nhiều. Năm ngoái chị Băng học thì chị vẫn đang vui ở top 1 thì bị hôm sau reset về không hết, chị ấy vẫn top 1 mà. Nên mọi người cố gắng đuổi, các anh lưu ý cố gắng đuổi kịp cho em nó, đuổi kịp em nó nhé. Còn các em thì cố gắng đuổi kịp chị. Rồi bà con nộp bài số 30 xong chưa? Với bài 30 các em lưu ý ta có một cái thao tác rất quan trọng là thao tác muốn làm gì thì làm, ta phải tách được các chữ số của nó ra. Việc tách các chữ số của nó bằng cách tách chữ số ở hàng đơn vị, sau đó tách phần còn lại, mang phần còn lại tách chữ số ở hàng đơn vị ta thu được còn lại và phần còn lại của nó ra. Với số có 2 chữ số, số có 3 chữ số và số có 4 chữ số. Đấy, nên và Huy thì làm việc với Băng cũng khá nhiều rồi nên Huy cố gắng đuổi lên nhé. Năm ngoái không không vượt lên trên được, năm nay cố gắng vượt lên. Hôm sau thầy phải code hệ thống chấm của thầy. Nếu chung nộp bài thì điểm sẽ x 2 lần thì sẽ đuổi kịp được em Băng. Chung đừng buồn nhé. Gia Bảo cũng như vậy. Rồi, bài 30 ta quan sát lại các bạn nộp bài để ta chuyển bài kế tiếp nhé, không mất nhiều thời gian của các em và các bạn khác nữa. Bài 30 hiện tại có 1, 2, 3, 4, 5, 6 bạn. Có 6 bạn nộp bài full điểm rồi. Lớp ta hiện tại đang có 13 bạn. Có cả Trần Gia Bảo nữa nhỉ, thầy quên mất. Có cả Trần Gia Bảo với Hoàng Gia Bảo, thầy quên mất bạn Trần Trần Gia Bảo. Ây da, xin lỗi Trần Gia Bảo nhé. Trần Gia Bảo với Hoàng Gia Bảo hai bạn còn vào được cửa sổ à, vào còn Hoàng Gia Bảo còn vào được cái tài khoản của em không em? Nếu mà bạn nào mà không vào được tài khoản nộp bài thì các em nhớ nhắn tin hoặc báo cho thầy nhé để thầy reset lại mật khẩu, vì cái server lâu lâu nó vẫn hy sinh bình thường mà. Xin mời các bạn cài đặt chương trình thật nhanh bài 30.
Sau đó thầy cho mình chuyển bài 31. Xem bài 31 của bài 31 có 12 test mà thầy Trung với xin cả 2 test. Bài 31 có 4 người nộp thì có 2 người có điểm. À, dạ, hay đấy. Trong cái quá trình làm, các bạn làm bài tốt thì thầy sẽ thêm code vào cái file bài làm và sẽ gửi tới cho mọi người ở trong lớp. Và thầy tin chắc rằng code mẫu của các bạn luôn đẹp. Lưu ý code phải đẹp nhé. Cái gì cũng phải đẹp. Nên code chương trình phải đẹp. Băng à, mới nghĩ đến cảnh băng, bạn băng, bạn đang nghĩ đến cái cảnh bị rơi xuống, bị reset server thôi mà bạn ấy đã. Là tôi xem Huy bài 30, em code của Huy đẹp không nào. Đó, ok. Huy lưu ý có các cái dòng trống thì ta không để cái dòng trống nha. Rồi, ok, rất tốt. Ở giữa qua toán tử và toán hạng của Huy nhớ cách nó ra em nhé. Đấy, cho nó đẹp ra, ngầu đi một tí. Đấy, nó phải đẹp như thế này. Hay nói cái khác, khi mà mình code chương trình mà nó không đẹp ấy, sau mà thầy có lỡ thêm bài làm mình vào thành cái file tham khảo ấy, thì những đứa khác nó vừa xem nó vừa chửi, đứa nào mà code gà thế. Đấy. Nên các bạn lưu ý code của mình phải đẹp, nhớ may mắn được thầy chọn làm cái code mẫu để cho mọi người tham khảo, thì các bạn khác phải trầm trồ code của ai mà đẹp thế. À, thế giáo bảo làm lại nhé. Rồi, anh Minh đã chê ngay từ khi thầy code đúng không? Đấy, ta cố gắng giữa toán tử và toán hạng phải cách nhau ra. Cái đây là một trong những nguyên tắc cơ bản. Nếu không thì các bạn cứ quan sát ở trong sách giáo khoa của mình ấy, các môn toán, lý hóa gì đấy, các cái công thức giữa các phép toán và toán tử và toán hạng người ta cách nhau ra rất rõ ràng. Rồi bây giờ thầy mời các bạn chia sẻ bài làm của mình nhé, để thầy xem bài 30 tới thời điểm này đã có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy thì bạn thứ 6 là bạn nào? Bạn thứ 6 là bạn Trâm, không biết hôm nay Trâm có vào học không nhỉ? Biết nàng Trâm của mình chạy đâu mất rồi. À, bạn Trâm hôm nay lại bùng học chạy đâu mất rồi. Rồi xem tiếp. Sau Trâm là đến Thiên. Rồi như vậy xin mời Thiên chia sẻ bài làm. Để thầy bật chế độ chia sẻ. Rồi mời Thiên share screen. Các bạn làm xong bài này rồi thì các em hãy tiếp tục làm bài tập kế tiếp luôn em nhé. Đấy, cô Thiên đẹp đấy. À, thầy góp ý luôn Thiên, bởi vì cái kết quả của bài toán của mình là toàn tương tác với các số nguyên thôi, nên em khai báo các biến là kia thay float bằng kiểu int nhé. Biến float cái nào mình chỉ thực hiện phép toán chia lấy phần nguyên thôi. Trần Gia Bảo, em thử các test đúng rồi thì bài 31 đúng không Trần Gia Bảo? À, Trần Gia Bảo hãy thử lại đi em nhé, bởi vì các bạn khác là A, để xem Trần Gia Bảo không điểm khác, kết quả khác đáp án. Bởi vì có hai bạn bên trên làm được full điểm rồi, vậy thì em làm chưa full điểm thôi, cố gắng sửa lại code. Ở cái bài toán này hay nhất đó chính là cái việc tìm ra cái thằng đứng giữa ấy. Rõ ràng cho ba thằng mà biết hai thằng thì thằng còn lại đó chính là tổng ba thằng trừ đi hai thằng kia.
đúng nào cái gì mà hadronic cái gì đấy, mathematics không này, bài 34. Ok, để kiểm tra xem đề bài 34 nó là cái gì đã chưa. Ừ, bài này nó là một bài hình học cơ bản, bài 34 chung nhé. Thì mãi những cái smile. Đấy, code của Thiên rất đẹp đấy, code này ngang code những người làm việc chuyên nghiệp, cố gắng code đẹp, chỗ nào chưa đẹp phải cố gắng đẹp, đẹp đẹp hơn nữa, đẹp quá đấy. Rồi, cảm ơn Thiên, Thiên làm chạy thử với nhiều bộ test khác nhau trước khi nộp bài nhé. Thiên vừa nộp bài này nó bị không điểm, xem nó báo gì đây. Kết quả khác đáp án, em chạy thử ra nó đã đúng chưa nhỉ? Nó nộp ra đã khác đáp án, đã xem luôn bài của Thiên. Các bạn khác, các em hãy tiếp tục làm bài của kế tiếp của mình nhé. Chính xác rồi nhỉ. Thiên sắp bị ăn trưởng rồi nhá. Tính toán kết quả mà quên không đưa kết quả ra được đấy. Một hai ba bốn năm sáu thì nó là bảy đấy, thì dưới tám chín bạn đây, như vậy có 13 bạn, thì còn 4 bạn chưa nộp bài này, bài 30. Kế tiếp là bạn nào đây, Trâm, bỏ qua Trâm, Trâm hôm nay lại bùng đó mất rồi. Bài kế tiếp dưới Thiên là ai nhỉ, dưới Thiên là Minh Trung, Minh Trung cũng không thấy vàng với Minh Chu nữa, anh Minh, anh Minh làm rồi, Thuận, không Thuận khi em vừa thấy loanh quanh đâu đây, Thuận làm bài đấy nhá, Thuận có máy tính không? Thuận chắc là về nhà rồi đúng không? Ơi, chán đời quá, em hãy ra FPT Shop mua ngay một cái MacBook M2 nhé. Nói và bảo là thầy Thanh bảo là cô hãy bán cho cháu một chiếc MacBook M2, sau đó thanh toán về tiền về em nhé. Thuận nhắn cô Nhung mượn máy tính em nhé. Gia bảo có tuyệt chiêu cốt trên máy tê trên điện thoại rất ngầu. Hè này học rất hiệu quả nên Thuận lưu ý gọi cô Nhung mượn máy tính để tăng tốc lên. Dưới Thuận là anh Tuấn Anh, xin mời Tuấn Anh chia sẻ màn hình nào. Thầy buồn với Tuấn Anh quá, trời ơi, làm Zoom thì trên màn hình và máy tính cốt riêng à? Em hãy cài Zoom trên máy tính nhé, để học cho nó hiệu quả, học đến đâu nữa xem màn hình bài làm đến đấy.
Và trong cái thời gian học mà nếu mà chưa kịp thì ta sẽ làm tiếp ở nhà để các bạn làm tiếp nhé. Rồi. Nguyên có hỏi bài 34, ta đang chữa bài 30. Ok, ta xem đây. Bài 34 nó cho cái gì nhỉ? Bài 334 rồi, ok, vậy ta tua nhanh một mạch cho đến bài 34 nhé. Như vậy ở cái bài vừa rồi ta liên quan tới cái việc tách các chữ số của một số ra để thực hiện yêu cầu và thực hiện tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Theo đó là một trong những cái kỹ năng rất hay. Kỹ năng cơ bản rất hay mà các bạn cần phải nắm được. Rồi thầy cho mình sang bài toán kế tiếp. Bài này, bài xóa số. Bây giờ số nguyên dương n nó vẫn là cái số có ba chữ số. Người ta yêu cầu xóa đi một chữ số và giữ nguyên theo các cái thứ tự còn lại. Ví dụ như n bằng 1, 2, 3 thì xóa số 3 thì ta thu được số 1, 2. Xóa số 1 thì thu được số 2, 3. Xóa số 2 thu được số 1, 3. Thì trong ba cái số này thì số 1, 2 là số nhỏ nhất. Vậy thì rõ ràng cái ý tưởng của bài toán này thì ta cũng sẽ phải làm giống như tương tự bài trên. Thì ta sẽ thực hiện tách các chữ số của n lưu vào A, B và C. Đấy. Vậy thì sau đó ta cứ việc ghép theo thứ tự thì ta có cách ghép là AB là một cách, cách ghép AC là một cách và cách ghép là BC là một cách. Vậy thì ta nhận thấy rằng là cách ghép AB thì lưu vào cái số x, y, z, AB là x, AC là y và BC là z. Đấy. Thì cái việc ghép sau khi ghép này xong ta thu được các số thì ta sẽ thực hiện là tìm số, tìm giá trị nhỏ nhất của ba cái ghép này. Đấy, đó là ý tưởng của thuật toán. Bước 1 thực hiện cái công việc là tách các chữ số của n lưu vào ABC bởi vì số này số có 3 chữ số mà. Mở rộng lên với cái số có 4 chữ số thì các em tách vào ABCD. Việc ghép các số này theo thứ tự là AB thì rõ ràng cái số này nó sẽ đứng, số A đứng ở phần trục và số B đứng ở hàng đơn vị. Số AC là số A đứng ở hàng trục, số C đứng ở hàng đơn vị. Số BC là số B đứng ở hàng trục và số C đứng ở hàng đơn vị. Như vậy thì nếu mà ta như vậy thì ta có bước 1 của bài toán là ta sẽ thực hiện nhập n. Bước thứ hai ta thực hiện là tách n thành các số A, B và C. Đấy. Thì bài tách này thì đầu tiên khi đấy ta làm tương tự như ở bài trên. Ta có để tách chữ số ở hàng đơn vị thì ta có n chia dư cho 10. N trong vòng lặp mới là n sẽ bằng n chia 10. Đấy. Sau đó ta lại thu được số có hai chữ số. Thì bây giờ thằng B của thầy sẽ là bằng n chia dư cho 10. Thằng A còn lại đó chính là thằng n chia nguyên cho 10. Đây là số có ba chữ số thì ta tách như trên. Sau khi tách xong rồi, ta thực hiện việc kế tiếp là việc ghép nó. Ghép thay số để ghép thành các số có hai chữ số thì cái cách ghép AB thì thầy gọi nó là x thì sẽ là bằng là 10 nhân A cộng B. Vậy thì cách ghép thứ hai sẽ bằng gì? Xin mời các bạn comment vào cửa sổ chat giúp thầy. Các bạn chờ thầy tí nhé. Thầy quên chưa xem màn hình, thật là buồn. Nhàn ơi, sao mà em cứ sai thế? Thôi em cứ đi đi, không thì quay về xử lý sau. Bước 1 nhập n, bước thứ hai tách n thành ABC, ta thu được ABC. Bước 3 ta ghép. Vậy thì ta gắn cách ghép thằng AB
là số A đứng ở hàng trục, số B ở hàng đơn vị thì ta có 10 nhân A cộng B. Vậy Y là cách ghép thứ hai, Z là cách ghép thứ ba. Vậy X, Y, Z, X bằng Y bằng gì, là Z bằng gì? Các bạn bật cửa sổ comment giúp thầy. Rồi, thầy đã nhận được một kết quả là của Thiên. Rồi, ta có 10 nhân A cộng C. Rồi. Kế tiếp. Rồi, thầy nhận được kết quả của Lâm là 10 nhân B cộng C. Đấy, như vậy ta có 3 cách ghép. Vậy đề bài của bài toán là tìm giá trị nhỏ nhất. Vậy thì ta sẽ sang bước 4, tìm giá trị nhỏ nhất. X, Y và Z. Vậy thì để tìm giá trị nhỏ nhất của ba số này thì ta có nhiều cách tiếp cận. Ta cũng có thể gắn Z bằng cái giá trị. Ở trong trường hợp này thì các em có thể gắn Z bằng X. Đấy. Nếu thằng Z mà lớn hơn thằng Y, khi Z lớn hơn Y, biểu thức điều kiện này đúng thì chứng tỏ thằng Y mới là thằng bé hơn, thì ta gắn Z bằng Y. Đấy, tương tự như vậy, ta có nếu Z lớn hơn Z thì gắn Z bằng Z. Vậy thì thực hiện các công việc trên xong, ta thu được Z là kết quả của bài toán, thì ta thực hiện đưa thằng Z ra, sau ta kết kết thúc giải thuật. Với mỗi bài toán thì trong tư duy ở trong đầu các bạn nên có cái thói quen nghĩ chia bài toán thành các bước, và với cái việc tư duy dưới dạng các bước như thế này, tức là các bạn đang có cái được gọi là tư duy logic, rất quan trọng nhé. Bước 1, bước 2, bước 3, và sau này trong cuộc sống cái gì các bạn cũng sẽ thực hiện theo các bước như này. Dù có đốt cháy giai đoạn hay không đốt cháy giai đoạn thì ta cũng phải chia bài toán thực tế của mình thành các bước, và ta sẽ giải quyết lần lượt các cái bước của bài toán đó bằng cách vận dụng kiến thức và kỹ năng mình có. Trong không gian của lớp học thì nhiều khi thầy cũng chưa tương tác được để hỏi được các bạn phát biểu ý kiến, ý tưởng của thuật toán. Nhưng cứ với mỗi bài được rèn luyện cái kỹ năng, cái cách mà thầy đề xuất ra ý tưởng của bài toán này là gì đấy, thì cả với mỗi bài toán các em nên rèn luyện cái kỹ năng này nhé. Thông thường thì khi học thầy thì đa số các bạn đều rèn luyện được kỹ năng này. Tuy nhiên thì một số bạn bị thiếu mất cái kỹ năng phát biểu được ý tưởng, tức là đề xuất được cách giải bài toán, mà các bạn cứ thường lao vào làm luôn cái này mà không có một, và bởi vì khi các bạn lao vào làm theo cái này thì đồng nghĩa với việc các bạn đã từng làm bài toán này rồi. Còn với một bài toán mới thì các bạn phải đề xuất được ý tưởng, từ cái ý tưởng đó mình mới triển khai nó thành các bước. Đấy. Nên với mỗi bài toán ta nên tư duy, à bài này mình sẽ làm bước đầu tiên, mình sẽ làm thế này, sau đó mình sẽ làm này, và sau đó ta thực hiện như thế này. Còn các cái bước này là vấn đề cụ thể cái quá trình code của mình lên thôi. Đây bài 31 nhé. Ta xem kết quả bài làm 31 của mọi người thế nào rồi. Bài 31 hiện nay có 5 người đầu thì đã có 2 người full điểm và 3 người hy sinh. À, xin mời các bạn chia sẻ bài làm 31 của mình. Rồi ta sẽ theo thứ tự từ bé đến lớn nhé. Ưu tiên từ trên xuống dưới. Xin mời anh Minh chia sẻ code của mình. À, chưa làm được cô thôi, cứ xem màn hình làm đi, làm từ đâu thầy xem từ đấy. Hướng dẫn thuật toán thầy thầy vừa giảng thôi, ngại gì, để anh em vào rồi chặt chém một tí nó gì, em phải để anh em cười một tí chứ.
không được paste code vào trong giao diện làm việc như thế. Thuận nha. Thuận nếu có gửi thì nên gửi dưới dạng ảnh nhé. Nên thầy là người tốt, thầy khi gửi code cho người khác, thầy chụp ảnh sau đó thầy gửi code cho bạn. Rồi Trung có nói chia sẻ code của Trung đi. Rồi anh Minh chia sẻ bài làm của mình đấy, nhanh, việc của anh rồi đấy làm. Các bạn khác làm xong rồi các bạn tiếp tục chuyển sang câu hỏi kế tiếp cho thầy nhé. Cô của Thuận làm đẹp đấy. Đây mà có Thuận phụ điểm không nhỉ? Đấy, đã thấy Thuận nộp bài 31 đâu. Ra bảo ông 0,1. À, chuyện bình thường mà. Chạy ra máy trước kết quả đúng, chấm ra bị không điểm là chuyện bình thường. Chấm ra có điểm mới là lạ. Và đó chính là cái mình để rèn luyện đấy. Một số bạn thì có tư duy thuật toán tương đối tốt. Tuy nhiên thì các bạn này chưa có cái thói quen làm và chấm bài làm bởi cái hệ thống chấm tự động. Nên các bạn cứ chạy bằng tay thấy kết quả đúng ok. Đi thi vẫn chạy bằng tay kết quả đúng ok. Nhưng mà chấm bằng phần mềm phát ra không điểm luôn. Do đó ta phải ngoài việc học kiến thức kỹ năng ra, ta cần phải có cái kỹ năng đó. Thầy buồn với Thuận quá. Thuận đang ngồi ở lớp nào, lớp ca. Ui giời, sao lại ra cái cốt xấu này. Bài này Lâm cũng hy sinh à? Rồi, ta sẽ chia sẻ bài làm các bạn đang nộp bài và hy sinh nhé. Đầu tiên ra sang bài Lâm, bài 31. Lâm đã nộp tới tận bài 38, rất tuyệt vời. Lâm ơi, các biến ta đang tương tác là đang là kiểu nguyên, do đó không có số thực ở đây nhé. Em khai báo cái nó thành kiểu INT. Với lại bài em là bài 31 mà trong file của em là file 30. Nào mọi người cùng cười Lâm một cái. Hả? 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 Lâm nhé. Rồi, cảm ơn Băng cười rất chi là nhạt. Để tìm cái cười như này cho nó ngầu. Ai chả có lúc sai, hãy cố gắng sai lúc luyện tập nhé. Đến đi thi mà lại đến lúc đó ai chả có lúc sai là bay màu luôn. Ta bảo nhá Lâm nhá, đây sửa lại thành là bài 31 này. Chỗ này em khai báo nó thành kiểu INT nhé, kiểu nguyên. Rồi sau vừa rồi hy vọng là mọi người cười xong em sẽ rút được kinh nghiệm của mình. Tuy nhiên thì code của Lâm rất đẹp đấy. Phải nói là rất chia đẹp. À thầy góp ý thêm một tí. Cái chỗ code của Lâm, cái chỗ dấu cách này em không cần phải cách nó ra nhé. Đấy. Nó liền ra như thế cho nó đẹp. Còn lại là rất ok rồi, sửa lại đi nhé. À, có bạn nào đang làm bài 31 mà bị bay màu nữa nhỉ? Đấy, thầy nhìn lên trên. À, Trung à, để thầy mở bài của Trung ra. Úi giời ơi, cái code hôm trước Trung gửi thầy đấy đúng không? À, thầy phải tự tin, bình tĩnh. À, bài 31, rồi nhập N, nhập N, N chia 10%, 10 số 2, số 3. Cái số, đây là số A, đây là số B, còn đây là số C. Ok. À, S1 là sẽ bằng số thứ nhất. Rồi, ghép theo đúng thứ tự. Rồi.
Cách thứ hai là số 1, số 3, số 2. Ok. Cách thứ ba là số 2, số 1, số 3. Số 2, số 3, số 1. Ok. Số 3, số 1, số 2. Rồi đến số 3, số 2, số 1. Rồi như vậy em thu được 6 số. Rồi về ý tưởng của Trung đó là ta em ghép lại về tất cả các cái cách ghép thì em có được là n giai thừa cái ghép với n là độ dài của cái số đấy. Ta có n bằng 3 thì ta có giai thừa của 3 bằng 6, như vậy nó có 6 hoán vị. Sau đó bạn khởi tạo min bằng thằng S1, nếu S này mà lớn hơn S2 thì min bằng S2, S3, S4, S5, S6. Ok. Rồi min 2 của bạn. Mới tìm min 2 làm gì đây Lâm nhỉ? À quên Trung nhỉ? Min 2 của bạn. Thì bằng là lấy cái biến kết quả đấy. Tách chữ số, lấy hai chữ đơn số đầu như vậy. Đây là em sẽ tách lấy hai chữ số đầu. À, tách lấy hai chữ số cuối, sau đó chia dư cho 10. Như vậy thì ta sẽ thu được thằng ở giữa. Rồi. Sau đó min 1 của bạn là sẽ là bằng chữ số này số ở đầu. À, như vậy thì ý tưởng của bạn là để thu được số nhỏ nhất thì bạn sẽ tìm một cái hoán vị để có giá trị nhỏ nhất. Trong hoán vị nhỏ nhất đấy bạn sẽ xóa đi, bạn chỉ giữ lại hai số bé. Đúng không Trung? À, như vậy thì cái của em nó lại vi phạm điều kiện của bài toán. Và điều kiện của bài toán dù cốt của Trung rất lằng ngoằng nhưng mà thầy cũng có thể hiểu được vì cốt của em rất đẹp và dễ hiểu nhé. Bởi vì ở đây trong khi đọc đề em thiếu mất dòng này. Trung này, phải giữ nguyên thứ tự các số còn lại, do đó em không được phép đổi vị trí các số này nhé. Không được đổi vị trí các số này, do đó cái việc khi tìm hoán vị của nó thì em chỉ cần, thầy sẽ sửa trực tiếp ở trên code của em nhé. Thứ tự của... hai đứa kia tập trung nghe thầy giảng đã nào. Nhà nó còn bao việc. Như vậy thì ta nhận thấy là cái đoạn này cần phải xử lý lại nhé. Ta không cần phải tìm tất cả các hoán vị của nó mà ta chỉ cần lấy mỗi nó thôi. Rồi về chung xử lý lại bài 31 nhé, theo cái ý tưởng đề xuất của thầy, hoặc là các em có thể làm được cách khác. Cách của em làm đúng với trường hợp là cho một cái số nguyên dương n, người ta thực hiện xóa đi một số trong các cái chữ số của nó và sau đó hãy ghép các chữ số còn lại để thu được một số bé nhất, thì em sẽ nên làm như thế. Cảm ơn bạn đã vô tình nhà cố tình hiểu nhầm. Rồi như vậy bài 31 ta sẽ cùng đề xuất xem. Nào, bài 31. Nào, bài 31 ta xem nàng băng nhà mình hôm nay cô đã đẹp chưa nào. Đấy, như băng bài 31 này nổi từ hôm trước rồi nhỉ. Băng xử lý xấu này thì bà con nó không tham khảo được. Thầy Rip. Rồi, kế tiếp xem bài 31 có ai nộp được nữa rồi. Rất nhiều người đã nộp tờ thành công. Lấy luôn bài của Thiên cho nó ngầu. Anh Minh làm bài 31 ra xong chưa nhỉ? Để chưa kịp xem bằng anh. Bài của Thiên. Rồi, Thiên ở chỗ nào? Rồi. Các bước rất rõ ràng, làm rất chính xác, chi tiết, cốt quá ngầu.
Cốt này phải in vào sách giáo khoa mới được. Có ai còn gặp khó khăn bài 3 môn nữa các bạn comment để thầy biết nhé. Rồi có 12 bạn mà để thầy kiểm tra xem có bao nhiêu bạn còn bài đây rồi. Bài 31, 1, 2, cái đứa thứ ba vẫn bay màu là đứa nào là chung, quên mất. 1, 2, 3, 4, 5, mới có 5 bạn full điểm bài 31 à. Rồi ta sẽ chữa bài của các bạn nhé. Nhàn đang bị bay màu ra ngoài rồi, còn bạn nào ở đây? Trần Gia Bảo nhé. Thiên còn trẻ vào trong bảo tàng nằm là gì em? Chỉ bài của em thôi. Trần Gia Bảo. Đây. Trần Gia Bảo sẽ thực hiện là sau khi nhập N em gọi thủ tục xóa số N. Trong thủ tục xóa số N em sẽ thực hiện cái công việc là định nghĩa các cái số này. Em thực hiện chia nguyên cho 10 thì em sẽ thu được hai số đầu, chia dư cho 10 em sẽ thu được số ở giữa. Chia nguyên cho 100 rồi chia dư cho 10 em thu được số đầu tiên, đúng rồi. Cái số B thì em thực hiện chia nguyên cho 10 thì em thu được hai số chia lại chia dư cho 10 rồi. Sau đó U của lại bằng số này chia dư cho 10. Thầy góp ý Gia Bảo nhé. Chỗ này em vẫn nên gom nó lại như thế này. Trần Gia Bảo nhé. Chưa thấy Hoàng Gia Bảo ở đâu. Nhưng mà Trần Gia Bảo. Hoàng Gia Bảo cố gắng ở nhà cốt chăm chỉ em nhé. Rồi. Sau đó ta có min. Rồi min bằng cách ghép đầu tiên. 10 nhân A cộng B. Rõ ràng cái việc gõ cái biểu thức này sau đó lại gắn nó lại một lần thì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, với biểu thức này em phải gõ lại nó hai lần. Với cái vấn đề thứ hai, trong máy tính để tính toán biểu thức này nó tính rồi, tí nữa nó lại phải tính lại một lần nữa. Do đó ta nên gắn nó vào một cái biến nào đó, chứ thay vì vượt một biểu thức trong một đoạn chương trình nó bị tính hai lần nhé. Nếu rờ min lớn hơn thằng này thì gắn rờ min, nếu rờ min lớn hơn thằng này thì gắn thằng này. Việc xóa số này thì ta nhận thấy rằng là ta không phải thực hiện đưa ra tất cả các hoán vị. Thì ta trên thực tế thì ta chỉ được có mỗi thằng A và thằng C này là được theo đúng thứ tự này. Thằng thứ hai này bỏ đi. Thằng B và thằng A không được, bởi vì thằng A nó đứng đầu, làm sao nó có thể ghép được đứng trước thằng B được. Bỏ cái hoán vị này đi. Thằng B đứng trước thằng C được này. Thằng C không thể đứng trước thằng A được này, bỏ nó đi này. Thằng C đứng trước thằng B được không? Không, không được này. Đấy. Như vậy thì em chỉ cần xóa các dòng trên và giữ lại hai dòng như trên là được, để Trần Gia Bảo nhé. Còn lại chương trình của em tổ chức thành chương trình con rất đẹp đấy. Không phải đâu thầy, tắt mic đấy mà có bọn mắt con nhà thầy nó vừa đi chơi về. Rồi chỗ Trần Gia Bảo xử lý lại nhé, xem có bạn nào đang còn bị bay màu bài này nữa nhỉ. Bác ơi, cái bài 31 để tìm được cái số lớn nhất rồi xóa nó đi thì nó cũng không đúng hẳn đâu nhé. Ví dụ như cái bộ test này 414 thì cái việc xóa của mình thì nó không chắc rằng nó xóa số 4 thứ hai nhé. Cái việc tìm sự số lớn nhất thì cũng không hẳn là chính xác, bởi vì lớp có hai số lớn nhất thì mình không biết số hóa thằng nào.
Nên tay thông thường thì ta sẽ thử sử dụng tư tưởng ghép cạn, đó là ta xét tất cả các khả năng ghép có thể thì ta sẽ giải quyết nó nhé. Chỗ anh Minh đã được chưa em? Để thầy xem lại. À thế à, vâng, chứng tỏ test của thầy quá chi là gà. Rồi ok. Đấy, anh Minh làm bài rất hay đấy. Tuấn Anh đâu? À Tuấn Anh vẫn là cô chơi điện thoại nhỉ, phải quên mất. Hay. À đâu, Tuấn Anh có máy tính rồi mà. Thầy nghĩ lại Tuấn Anh của ngày xưa chứ. Xem Nguyên nào. Nguyên bài 31 rồi, ok rồi. Thôi ta tua sang bài khác các em nhé. Thầy nhạc thấy chán quá. Thôi ta sang bài 32. Bài 32 là một trong những bài rất chia là ngoằng và lèo vèo. Ở bài 32 này, trước khi làm thì ta kiểm tra xem tại thời điểm này bài 32 đã có ai những phút điểm rồi nào. Bài 32, bài 32 hiện tại chưa, à quên, bài này là bài multiple, bắt đầu ở chữ M. Băng hy sinh hai lần. À, bài này bài equation. Băng hy sinh nhiều thế à? Rồi yên tâm, không phải chỉ mình Băng đâu, rất nhiều cao thủ đã hy sinh ở cái bài số này. Bài này là một trong những bài cực hay, nó nằm trong cái tập bài phát hiện học sinh có kỹ năng nộp bài và làm bài chính xác chưa. Ở bài này thì nó đòi hỏi hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, sử dụng được câu lệnh dây nhánh. Yếu tố thứ hai, phải thực hiện rút gọn được phân số. Yếu tố thứ ba, phải xử lý dấu được của biểu thức. Đấy, do đó ở cái bài này nó là một bài cực kỳ hay, các bạn cùng lưu ý nhé. Các bạn đọc đề giúp cho thầy bài số 4, ta tạm gác bài 31 lại để ta làm luôn bài này. Tranh thủ lúc đó thầy đi kiếm cốc nước.
Quên mất thầy tắt mic. Con thư đi từ một tòa kiến trúc như này con bé bé không ra đi thôi chưa đấy ông ta đứng ở sàn nhà rồi ta bắt đầu giải quyết được cái bài toán này nhé. Ở cái bài toán này của mình là phương trình là a nhân x cộng b chia cho c nhân x cộng d bằng v. Nếu để như cái phương trình này giải và biện luận thì ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vậy thì tại thời điểm này ta sẽ giải quyết nó bằng cách cách biến đổi nó thành phương trình trung gian. Vậy để biến đổi trung gian thì các bạn cùng quan sát như sau. Ta có là a nhân x cộng b chia c nhân x cộng d bằng v. Rồi, bây giờ ta có như sau. Ta có phương trình của mình là a nhân x cộng b chia cho c nhân x cộng d bằng cái giá trị kia là giá trị gì nhỉ? Giá trị kia là giá trị v. Các bạn nhớ nhé, với vì cái phương trình này nó được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn, nó bằng giá trị v. Nếu để ở chỗ này thì ta không biến đổi được. Vậy thì bây giờ mình sẽ biến đổi nó giống như biến đổi toán học lớp 9. Các bạn nào lớp 7 thì nó hơi khó, nhưng mà các bạn lớp 9 thì nó lại là đơn giản. Ta có tập xác định của bài toán. Đó là ta có x của ta là khác trừ d chia c. Rồi. Bây giờ ta biến đổi tương đương bài toán. Ta quy đồng mẫu số lên. Thì thầy có a nhân x cộng b thì bằng v nhân cho c nhân x cộng d. Bây giờ thầy biến đổi tương đương tiếp. Thầy có a nhân x cộng b sẽ bằng là v nhân với c nhân với x cộng với v nhân với d. Ở đây có x, đây có x, thầy chuyển tất cả cả hai cái bọn này sang bên tay trái thì thầy thu được là a nhân x trừ đi v nhân c nhân x cộng với b trừ đi v nhân d bằng 0. Bây giờ thầy nhóm x ra thì thầy được là a trừ đi v nhân c nhân với x cộng với b trừ đi v nhân d bằng 0. Như vậy thì nếu mà thầy đặt cái biểu thức p bằng a trừ đi v nhân c, biểu thức q bằng b trừ đi v nhân d. Đấy. Thì cái phương trình 1 này nó sẽ biến đổi tương đương là về cái phương trình là p nhân với x cộng q bằng 0. Tới thời điểm này thì bài toán của ta thật là đơn giản. Quay về bài toán, cho phương trình p nhân x cộng q bằng 0, hãy giải và biện luận phương trình này. Và rõ ràng cái bài toán này thầy trò mình đã từng làm ở trước đây rồi. Vậy thì cái bài toán này thì nó có cái gì khác biệt? Thì bây giờ vậy thì với cái bài toán bắt đầu từ ở vị trí này thì cái cả cái quá trình các bước trung gian này là cái quá trình các em biến đổi vài nháp, và đây chính là cái quá trình cốt. Đấy. Vậy thì về ý tưởng thuật toán, ta có bước 1 sau khi các bạn thực hiện là nhập a b c d và v.
Thì ở bước thứ hai, sao chữ thầy tự nhiên nó lại xấu thế nhỉ? À, bước hai, thực tế ngày xưa nó vẫn xấu. Bước hai ta tính luôn thằng P và thằng Q. P thì bằng A trừ V nhân C. Q bằng B trừ V nhân D. Rồi ta thực hiện tiếp. À, bây giờ ta bắt đầu giải biện luận phương trình. Bước 3 giải và biện luận phương trình. Khi giải biện luận phương trình bậc nhất có dạng là P nhân X cộng Q, đây cái phương trình số 2 này, thì ta nhận thấy như sau. À, nếu P bằng 0 thì ta lại kiểm tra kế tiếp. Nếu Q bằng 0 thì khi P bằng 0 và Q bằng 0 thì phương trình bậc nhất một ẩn nó sẽ là phương trình vô số nghiệm. Đấy, vậy thì ta sẽ thông báo ra là chữ multiple. Lưu ý là chữ in hoa nhé. Multi. Đây nhỉ. Tí nữa xóa mất. Lưu ý chữ này là chữ in hoa nhé. Ngược lại của trường hợp này đó là không phải trường hợp Q bằng 0, tức là Q khác 0. Phương trình P nhân X cộng Q bằng 0, có P bằng 0 thì 0 nhân X bằng 0, cộng với một số Q khác 0 mà bằng 0 nên dẫn đến phương trình vô nghiệm. Vô nghiệm thì theo đề bài thì ta sẽ out ra giá trị là null. Rồi tiếp đến ta có ngược lại của trường hợp này. Ngược lại của trường hợp này đó chính là trường hợp phương trình có nghiệm. Vậy thì phương trình có nghiệm theo đề bài thì ta sẽ phải thực hiện đưa nghiệm đó ra. Thì ta nhận thấy như sau. Vì tập xác định của mình là x khác trừ d chia c, nên mình kiểm tra xem nếu cái phương trình có nghiệm của mình bây giờ phương trình có nghiệm là trừ q chia p. Nếu trừ q chia p mà bằng trừ d chia c. Đấy. Thông báo ra là nếu phương trình có nghiệm mà nghiệm đấy trùng với tập xác định thì nghiệm đó cũng bị loại, thì thông báo ra giá trị là null. Đấy. Lưu ý rằng chỗ băng nhá, băng và các bạn lưu ý này, các bạn thường bị sai ở chỗ này, bởi vì p, q, a, b, v, c và biến b của mình đều là các số nguyên, nên phép toán p chia q và c d chia c là phép toán chia phân lấy phần nguyên, nên cái phép toán trừ 7/3 và 8/4 nó cho rằng bằng nhau. Đấy, mà rõ ràng hai thằng này không bằng nhau. Đấy. Do đó ta phải ép tử số nó sang thành kiểu số thực bằng cách nhân nó với 1.0, nhân vào đây 1.0 nhé, tức là một ở tử số bên này các bạn phải nhân với 1.0. Đấy, thì khi đó cái chỗ này nó mới đúng. Ta ép tử số thành số thực thì sau đó phép toán này phép toán chia số thực. Rồi ngược lại của thằng này, ngược lại của thằng này tức là phương trình có nghiệm. Vậy thì phương trình có nghiệm thì theo đề bài thì ta phải đưa nghiệm này ra, và nghiệm này nó phải được rút gọn dưới dạng phân số đã được tối giản, tức là phân số rút gọn. Để rút gọn được phân số thì ta phải lưu ý rằng ví dụ phân số mình đưa ra được là 4/-3 thì dấu âm nó phải nằm ở trên tử số. Vậy thì ta nhận thấy ta phải thực hiện thao tác rút gọn phân số. Để rút gọn phân số thì ta phải xét được dấu của biểu thức. Vậy thì ta phải lưu dấu và sử dụng lý dấu như sau. Nếu thằng P, bây giờ ta có như thế này. Phương trình của mình có dạng là x gì bằng là trừ q chia p. Do đó thằng tử số của mình sẽ là bằng thằng là trừ q. Thằng mẫu số sẽ là bằng p nhé. Đấy. Chỗ này thầy sẽ ghi thêm cái dòng này vào đây.
Đấy. Chỗ này thì thầy gọi tử số bằng của mình là trừ quy chia p mà. Trừ quy. Đây trừ quy nhé. Cho mẫu số bằng p. Rồi thì bây giờ thầy xét là nếu thằng tử số nhân với cái dấu nhân nhé, với thằng mẫu số mà lớn hơn không, thì khi tử số nhân với mẫu số lớn hơn không thì điều đó chứng tỏ rằng phân số này có tử số và mẫu số cùng dấu với nhau, dẫn đến đến cái phân số kết quả của mình chắc chắn sẽ có dấu dương. Dấu dương nên ở đây thầy khai báo một cái biến dấu, thầy khởi tạo ở đồng chương trình thầy khai báo biến dấu bằng là kiểu int, thầy gắn dấu bằng 1 để biến dấu nhé. Ngược lại, tử số nhân mẫu số nhỏ hơn không thì chứng tỏ phân số có dấu âm, vậy thì ta gắn dấu bằng trừ 1. Thực hiện xong cái thằng này, cái ta thu được đó chính là dấu của biểu thức. Vậy thì tử số và mẫu số của mình bây giờ ta hoàn toàn có thể lấy giá trị tuyệt đối của nó. Ta gắn tử số thì bằng trị tuyệt đối của tử số. Để cái hàm trị tuyệt đối thì ta có hàm ABS. Đấy, chữ ABS là hàm trị tuyệt đối nhé. Của tử số ABS của mở ngoặc tử số đóng ngoặc. Mẫu số thì bằng là trị tuyệt đối của mẫu số. Rồi. Như vậy thì tử số và mẫu số của mình bây giờ là các số nguyên dương. Thì ta sẽ thực hiện đi tìm ước chung lớn nhất của tử số và mẫu số. Chỗ này hết bảng rồi nên thầy ghi. Thầy tới đây thầy gọi cái biến T là ước chung lớn nhất của giữa tử số và mẫu số. Thì cái biến T này nó sẽ bằng là gạch ngang GCD của tử số và mẫu số. Cái gạch ngang GCD là nó gọi cái giải thuật Euclid để tìm ước chung lớn nhất của tử số và mẫu số. Ước chung lớn nhất là cái số lớn nhất mà cả tử số và mẫu số cùng chia hết. Vậy thì rút gọn của mẫu số, rút gọn phân số của mình sẽ tử số sẽ bằng tử số chia cho cái biến T. Mẫu số sẽ bằng là mẫu số chia cho bằng T. Đấy. Rồi tới đây ta đưa kết quả ra. Để đưa kết quả ra thì chỗ này thầy vì do hết bảng nên thầy ghi tiếp ở đây nhé. Để tới đây thầy đưa kết quả ra. Bởi vì phân số của thầy có dạng là kết quả ta CA ra. Trong đề bài nó thêm cái chữ mở ngoặc này, x in hoa này, dấu cách, dấu bằng này, dấu cách này. Đấy. Rồi dấu bé hơn này. Sau đó tử số, ta có đưa tử số ra. Sau đó hai dấu bé hơn, xong dấu mở ngoặc kép, dấu chia, dấu mở ngoặc kép. Sau đó dấu bé hơn và mẫu số. Đấy, ta đưa ra như thế này. Tuy nhiên thì ta nhận thấy rằng cái biến dấu của phân số ở đây, cái biến dấu này, nó chưa được dấu, nó sẽ đặt trên tử số nên ở đây ta sẽ có dấu, cái biến dấu nhân với tử số ở đây nhé. Đấy. Xong tới đây ta đóng ngoặc nó lại. Là sau đó cuối cùng ta ghi tên không ở chỗ này là hết chương trình. Nhá. Vậy trên đây thầy vừa giải thích và nháp ra được một cái bảng rất chi là màu mè và cực kỳ là đẹp. Và bây giờ thầy gửi đến các bạn để các bạn có thể cài đặt được luôn. Đấy. Có ai vừa hỏi gì? T em không nghe rõ ạ. T này, nó được gọi là ước chung lớn nhất nhá. Đây biến T nó sẽ bằng là trừ trừ GCD mở ngoặc tử số phẩy mẫu số đóng ngoặc. Hàm GCD là hàm tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương. Thế đó là biến T nhé. Các biến nào chưa khai báo ta khai báo bổ sung ở đầu chương trình. Mà bài này là một trong những cái bài thế à Trường Băng. Thường thường thì các cái cao thủ sẽ hy sinh ở chỗ đấy, bởi vì mọi người cứ mang ra so sánh một cách rất bình thường mà không quan tâm đến rằng phép toán chia trong với tử số là số nguyên, mẫu số là phép số nguyên, thì nó là phép toán chia lấy phần nguyên. Và đây là một cái sai sót nhiều nhất khi ta chuyển từ Pascal sang C cộng cộng, và khi ta đã nắm được nó rồi thì lần sau ta sẽ không gặp phải sai sót.
Có ai thắc mắc gì ở bài này các bạn comment ở cửa sổ chat giúp thầy nhé. Vừa rồi ai bay màu ra ngoài mới mất được một mạng rồi. Rồi xin mời các bạn cốt cơ bài số 31, bài số equation này. Và như vậy ở cái bài này nó hay nhất ở giờ đối với các em, đó chính là cái quá trình từ một cái phương trình. Đấy, từ cái phương trình này. Đấy, từ cái phương trình này. Ta biến đổi trung gian nó về cái phương trình này. Đấy, tức là từ một cái bài toán ta biến đổi nó đưa về một dạng toán đã giải quyết được. Sau đó ta giải quyết bài toán đó trong mô hình bài toán mới. Đây là một trong những cái dạng bài có đòi hỏi cái tính chất phát hiện vấn đề của học sinh. Và các em nên làm quen với dạng bài này. Bởi vì đi thi không có ai có cái câu là cho A và B tính tổng A và B. Bài đấy thì thi thấu gì hả giờ, đúng không? Bình thường người ta đưa ra một bài toán, sau đó ta sẽ phát hiện bài toán đó là bài toán gì mà ta dễ giải quyết bài toán đấy bởi mô hình bài toán này. Cốt em bảo lỗi không có hàm GCD. GCD em thêm hai dấu gạch ngang đằng trước chung nhé. Trừ trừ đây nó có hai dấu gạch ngang đằng trước. Gạch chân ấy, cái hai cái dấu gạch chân. Ở đây. Nó có hai dấu gạch chân đằng trước nhé. Trừ trừ GCD. Nhớ sử dụng cái thư viện bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h thì nó mới gọi được cái hàm này. Vẫn còn thiếu 4 test hả Văn? Hai chả, không biết cái test đó là test gì mình ta. Ok Văn. Rồi như vậy ở bài này các bạn tiếp tục là làm nhé. Để thầy đi tham gia, đi dạo một vòng xem bài làm của các bạn à. Bài equation này thế nào? Đó, sao bài equation đây nó hiện ra mới có một người nổi thế nhỉ? Bố con người tay đau của bố. Đây á? Ừ. Mày bố bị máy ấy vào đấy. Bởi cái gì? Cái máy xoay ấy. A, B, C, D, E. Con thấy chữ bố giờ này đẹp không? Đẹp. Ừ, đúng là con trai của bố. Mày có khả năng nhìn nhận người rất tốt đấy. Chữ của bố đẹp. Môi bố. Sao con yêu? Con đẹp. Con lấy hộp sữa ở trên đây. Cái quốc bố là bố vàng. Ừ. Mệt thật à? Con cho để bố lấy cho Hương một sữa nhé. Chờ sữa nữa tư. Test 6, ok. Chờ đại lý là gửi test 6. Ây da, ây da. Ây da, bố đi làm sữa. Ông làm cái bé. Băng đã nhìn thấy Trung Đức à? Đây là bạn Trung Đức năm nay bé gần 5 tuổi.
con chưa chưa được vẽ để mà thôi con đừng quẩy nữa con, để bố làm việc đã. Em mẹ đi đâu? Đi xem mẹ đi. Cậu muốn nghe xem đã hết chưa? Đấy, từ từ bố đang làm. Đang xem bài một chút gì. À, chỗ chung là cái chỗ này em bỏ cái 1.0 đi nhé. À, chung chỗ này bỏ 1.0 đi này. Bỏ cho 1.0 đi, bởi vì phép toán là phép rút gọn số đến phần nguyên. Sau đó cái thằng CAOX này em phải CAO ở trong vòng phòng vài chỗ này luôn. Còn đây, CAO sau thằng này luôn. Và chỗ này phải là dấu nhân với tử số nhé. Sau đó chia cho mẫu số. Cảm ơn Nguyên đã động viên thầy. Con uống hết sữa đi. Rồi chung sửa lại nhé. Trong buồng. À, nó là câu lệnh ABS nhé. À, như thầy được biết thì với mẫu số bằng 1 nó vẫn đưa ra mẫu số là số 1 nhé. Bài. Bài equation chắc là thầy phải cấu hình lại cách mới được chứ. Bởi vì equation này nó nằm ở trong một cái đề mà nâng cao nên nó chỉ có một điểm. Bài của Trung như thế là ok đấy. Nguyên cuộc sống nó lại dễ đơn giản như thế. Cứ phải in vai ao là đó. Anh Minh mạng làm gì có tới là 20 người biết mà bắt thế. Mạng nhà thầy có mỗi tình thầy bắt. Ai.
speed test cá nhân bao nhiêu. Các bạn tăng tốc làm bài equation nhé. Tại thời điểm này mới ôi, tốc đài tốc độ mạng nhà này khoảng tầm 450 mê. Ừ. 60 mê ngại quá. Ờ, đừng bật tốc độ upload bằng không nha. Ừ. Tốc độ upload khoảng 40 mê. Như vậy các bạn thấy sử dụng mạng của FPT là khá hiệu quả, tốc độ nhanh. Thầy dưỡng dùng gói 205.000 một tháng rồi. Nên bài số 4 này là một trong những bài đỉnh cao của sử dụng câu lệnh dãy nhánh. Các bạn lưu ý nhé, đó là bài rất đỉnh cao về câu sử dụng câu lệnh dãy nhánh. Và các bạn hãy cố gắng làm để giải quyết được cái bài toán này. Ngầu dã man đấy. Phải phải nốt nó là cosi cộng cộng, bởi lẽ ta sẽ 0,83 cái đó sẽ chắc do ăn ở đây chung đang sai test nào để thầy gửi test đấy ra để chạy. Nhưng mà thầy nhìn chung nhìn thấy cốt có thể đúng đấy. Bài equation là thực sự là một trong những bài hay, các bạn cùng cố gắng nhé. Tới thời điểm này bài equation có rất nhiều các bạn đã nộp ở trên đây, cao nhất là được 1,9 điểm rồi. Của băng là mất 0,5 lần là được 1,4, gần được 1,9 rồi, cố lên. Ta xem bài. Bài thì khó sao điểm thấp thế. Bài này cho 1.000 điểm mới được. Cốt băng hôm nay đẹp thôi rồi. Bảo có hỏi kết quả. Đây, nó đã, mọi người đang spam đây nhé. Các em hãy cố gắng lên nhé. Chung sai test 24 à? Ok, thầy gửi luôn test 24. Lưu ý rằng là khi mình chạy ngoài cái test đề bài ra thì mình phải nghĩ ra các cái test khác để chạy, bởi lẽ đi thi sẽ người ta sẽ cấp cho mình một cái test demo thôi, sau đó từ cái test đấy mình mới nghĩ ra các cái test khác. Thầy vừa gửi cho chung cái test mà em bảo sai rồi nhá. Ai lại từ 14 đến 24, chuyện đâu ngon thế. Okay. Đấy, bây giờ nó mới chấm equation của Bảo đây. Chỗ Linh Nguyên có vấn đề gì không em? Chỗ Thiên. Ở bài này. Gracias.
Rồi, hệ thống chấm nó đang chấm bài này, nó hơi nhiều test, đang chấm bài của giá bài rồi nhé. Chung à, cái này thì chắc là do ăn ở thôi, thì lưu ý xem có bị sai định dạng đâu không, bởi vì bà con khác người ta vẫn làm và tốt mà. Ừ, chỗ các bạn lớp 7, lớp 8 sẽ hơi gặp khó khăn ở ngay chỗ bài này, bởi vì bài này nó là bài của lớp 9. Lớp 9 thì mới giải và bình luận phương trình này. Rồi, ta tua nhanh sang, ta xem còn mấy bài 5 này, bài 6. Ôi, ta còn 2 bài, ta tua nhanh nhé. Bài kia các bạn sẽ làm ở trong thời điểm ôn tập nhé. Lưu ý là server thầy sẽ bật và các em hãy cố gắng hoàn thiện các bài từ file day 1 đến file day 7 để bằng rank trên thứ hạng của mình trên 200 điểm. Cho anh Minh đang bị lag à? Trời buồn thế. Cha bảo đây bài thầy gửi ở trong nhóm Zalo rồi mà, xem lại nhé. Ở trong lớp lớp nào nhỉ? Lớp offline hay lớp online gì đấy? Đó. Cái lớp KCB1 đấy. Yên tâm, server của thầy nó sẽ chấm và trả kết quả rất bình tĩnh. Mọi người cứ nộp bài tẹt vô đây. Nhớ là mỗi bài ta chỉ nộp một lần thôi, chứ đừng spam server mà khổ thân thầy. Cái ông gia bảo này. Đây, KCB1 đây. Lăn lên trên. Ở KCB1 thầy chưa gửi ạ. À, KCB1 quên chưa gửi. Tí nữa thầy gửi lại cho bảo sau nhé. Chẳng nghe server của không phải không vô được chỗ nộp bài, mà cái chỗ mà em đang vào là chỗ bảng ranh thì nó sẽ bị lag. Nên cố gắng là sẽ vào ở ngay chỗ nộp bài, chọn chức năng chấm bài. Ôi, bảo được hẳn 1,46 là quá ngon rồi chứ nữa. Bởi vì cái bài này như là cao nhất nó chỉ là 1,9 điểm mà. Băng được 1,46 rồi, ok. Rồi, ngoài ra. Rồi, ta sang kế tiếp bài số 5 nhé, để ta chưa triệt để cái bài cái file số 6 này. Các bạn không, nó trên 2 điểm như vậy. Bài này nó chỉ có 2 điểm thôi. Ta sang tiếp bài này nhé. Bài số 5 là bài điểm trong hình chữ nhật. Ở bài kia các bạn sẽ hoàn thiện sau nhé. Ở trường phần này, bởi vì cái thời gian không còn nhiều để thầy chữa tiếp các bài. Bây giờ cho điểm M và cho một điểm M và hình chữ nhật có góc trái trên là x1, y1 và góc phải dưới là y3, y3. Hãy kiểm tra xem điểm M nằm trong và hay ngoài hình chữ nhật. Vậy thì cái bài này thì với các bạn học về hình học cũng như hình học phẳng ấy, thì ta có cái tư tưởng thuật toán của nó. Muốn biết được thuật toán nó là gì thì buộc ta phải vẽ nó ra với cái path thầy vừa mới cất. Đã vậy, vẽ bằng chuột vậy. Rồi bây giờ ta vẽ một cái đường thẳng như này. Rồi ta lại vẽ một cái đường thẳng như này. Đây là trục cao độ. Rồi bây giờ người ta cho một cái hình chữ nhật có góc trái trên. Đây, cái điểm thứ nhất đây. Vậy thầy cần vẽ một hình chữ nhật có góc trái trên và góc phải dưới. Đây, góc trái trên là góc này. Góc này thì người ta gọi nó là góc phải dưới nhé. Trái trên và phải dưới. Rồi bây giờ người ta cho một cái điểm M có tọa độ xm, ym. Người ta hỏi xem là cái điểm M này. Đây là người ta cho điểm A này. Thầy vẽ bằng chuột chữ của thầy đẹp ghê. Đây là điểm B, đây xin lỗi, đây không phải điểm B mà đây là điểm C. Đấy, đây. Vậy thì bây giờ một cái điểm M
Ở đây nó được gọi là nằm trong hình chữ nhật này thì bằng cái cách như sau. Trong hình học phẳng phẳng thì ta nhận thấy rằng cái điểm A này mình nối xuống đây. Thì đây người ta có XA. XA nó chính là thằng X1. Rồi điểm C ta hạ xuống dưới trục tung. Thì như lớp 7 cũng học được cái này rồi đúng không? Hay lớp 8 mới học cái này nhỉ? Điểm C ta có tọa độ là X3. Điểm M ta hạ hoành độ của điểm M xuống đây. Đây, thì ta có đây là thằng XM. Đấy. Như vậy thì ta nhận thấy rằng điều kiện đầu tiên để điểm M nằm trong hình chữ nhật đó là XM nó phải lớn hơn hoặc bằng thằng X1 và nhỏ hơn hoặc bằng thằng X3. Đúng không? Thì khi đó điểm M mới có cơ hội nằm trong cái hình chữ nhật này. Tương tự như vậy, bây giờ trên trục tung, trục này là trục Y, cái trục này là trục X. X là trục hoành, Y là trục tung. Bây giờ ta nối điểm A sang đây. Đấy. Thì cái điểm này, điểm A có tọa độ là Y1. Đấy. Rồi điểm C ta nối sang trục tung ở đây. Đấy ta có đây là Y3. Điểm M ta nối sang đây. Đấy. Thì ta có điểm Y ở của thằng M. Như vậy thì ta nhận thấy rằng xét về tung độ thì điểm M này muốn nằm trong hình chữ nhật thì nó phải Y M nó phải lớn hơn thằng Y3 và nhỏ hơn thằng Y1. Đấy đúng không? Và XM của ta nó phải lớn hơn X1 và nhỏ hơn X3. Vậy đây chính là điều kiện của bài toán. Vậy thì từ từ đó thì ta sẽ đưa ra được ý tưởng từ cái hình vẽ thì ta mới đưa ra được như sau. Ta có ta vẽ trục tọa độ OXY. Khi đó ta nhận thấy, cảm ơn Trung đã khen bài toán. Ta nhận thấy điểm M nằm trong hình chữ nhật có góc trái trên là điểm A, góc phải dưới là điểm C, khi và chỉ khi là cái điều kiện thứ nhất là thằng x của thằng M phải lớn hơn thằng X1 và x của thằng M phải nhỏ hơn hoặc bằng x của thằng 3 và y của thằng M lớn hơn thằng Y3. Và y của thằng M phải bé hơn hoặc bằng thằng Y1. Đấy. Khi mà chỉ khi điều kiện này thỏa mãn. Vậy thì với cái điều kiện như trên thì ta hoàn toàn là thầy nói nó cứ rè rè à? Thầy nói hay như thế sao nó các em lại bảo thầy rè rè? Thầy buồn thầy quá. Rồi. Khi mà học online thì các em nên chọn cái vị trí mà mạng 3G nó xịn ý nhé. Bình thường thì thầy làm ở trên tầng 2, nhưng mà trên tầng 2 wifi chán quá, thầy ngồi luôn ở tầng 1 bên cạnh cùng wifi nhà thầy. Nên wifi căn đét. Rồi sau khi tìm được điểm M xong, xác định được xong thì bài toán ta sẽ chia thành cái bước thứ nhất. Bước thứ nhất là nhập thứ tự ta có điểm M. Ta có nhập XM này, IM này, X1 này, Y1 này, X3 này, Y3 này. Do cái biến X1, Y1 thường nó bị dùng vào việc khác nên các em chủ động khai báo nó luôn bởi biến khác đi. Đấy. Bước thứ hai thì ta xét nếu cái biểu thức này thỏa mãn
thì thông báo ra là in. Chữ in này là chữ in nào đấy, tức là trong hay ngoài đấy. Ngược lại thì thông báo ra là out. Câu chuyện của anh Minh rất chi là xúc động. thật là buồn. Đường sau thầy á, cảm ơn Gia Bảo đã động viên thầy. Đường sau thầy có rất nhiều thứ. Vậy đó là với cái bài toán này nhé. Cái này. Cái này có paste vào. Nó không paste được nhỉ. Ở đây chơi bạn đó. Chơi rồi để chơi ép thời gian. Cái này bay màu. Mấy đứa bắt đầu tưởng tượng cao rồi. Ta làm tiếp ở bài đó này để chọn chức năng group nó chỗ nào. Nó chạy ra mất rồi. Đó. Đó là tư tưởng của bài toán số 33. Vậy với cái tư tưởng bài toán 33 này thì các bạn nhận thấy rằng ngoài những cái bài toán dưới dạng lời văn ra thì nó có thể đưa ra dưới dạng bài toán là dưới dạng các hình học. Và khi đó ta vẽ bài toán ra để tìm ra được cái điều kiện của bài toán đấy. Ta mới tìm ra điều kiện của bài toán đấy. Đó là ở cái bài toán số 33 nhé. Các bạn tích cực bài này nó thật là đơn giản nếu mà ta vẽ hình ra và ta tìm ra được công thức nhé. Đó là bài 33. Rồi ta còn một tiếp bài số 34 để thầy gợi ý các bạn luôn. Cho một điểm M, người ta yêu cầu là cho một điểm M, cho điểm A có tác độ tọa độ là x1, y1, x2, y2. Đây A, B, C lần lượt có các cái tọa độ. Ảnh mờ bởi vì thầy chụp nó mờ. Chờ tí nó sẽ loát lên thành 4K luôn. Bây giờ ta quay về trở lại bài số 6. Cho một điểm M, kiểm tra xem điểm M nằm trong hay ngoài tam giác. Bài toán này thì có nhiều cách làm. Có một số cách đó là người ta sẽ thực hiện là vẽ tam giác ra. Ta có cái ý tưởng thuật toán như thế này. Đây nó không có cái tam giác. Thôi để mình vẽ vậy. Để chạy bằng tay vậy. Để xét được một điểm M nằm trong hay ngoài tam giác thì người ta sẽ làm như thế này. Đấy. Cho tam giác ABC, giả sử cái điểm M của thầy nằm đây. Người ta sẽ nối M với A. Sau đó người ta sẽ nối M với B, M A M B M C. Đấy. Nếu đây là điểm A, đây là điểm B,
À, thầy đang sử dụng là đây là điểm C, đây là điểm M. Khi đó nếu đây thầy gọi đây, tam giác này có diện tích là S1, tam giác này có diện tích là S2, tam giác này có diện tích là S3 và diện tích của tam giác ABC là S, thì khi đó khi đó thì điểm M nằm trong tam giác khi và chỉ khi là thằng S1 cộng thằng S2 cộng thằng S3 bằng thằng S. Đấy, điều kiện của mình là như thế. Tuy nhiên thì do S1, S2, S3 ta khai báo kiểu phân loát nên nó bị sai số. Và một khi đã sai số thì khi đó nó sẽ thực hiện việc là tính toán không bao giờ bằng được. Do đó ta sẽ sửa nó lại, nó là nhỏ hơn hoặc bằng. Vậy đây chính là điều kiện bài toán như trên. Vậy thì để giải quyết được bài toán này thì ta sẽ chia thành các cái bước như sau. Bước thứ nhất là nhập tọa độ ở các cái đỉnh theo thứ tự theo đề bài. Bước thứ hai, tính diện tích các tam giác con lưu vào S1, S2, S3 như hình vẽ. Và tính luôn cả diện tích tam giác ABC. Khi biết tọa độ các đỉnh. Đấy. Cái bài mà cho một cái tam giác cho ba đỉnh kiểm tra xem ba đỉnh có là một ba đỉnh của một tam giác hay không, sau đó ta thực hiện đi tính diện tích của tam giác, ta đã lại giải quyết ở phần bài trước đó rồi. Các em có thể xem lại bài đó theo công thức Hy-rông, ta tính độ dài các cạnh và thì sẽ biết độ dài các đỉnh. Sau đó sang bước 3, đó là nếu biểu thức điều thực hiện này thỏa mãn thì thông báo là in. Ngược lại thì thông báo là out. Vậy đó chính là cái, đây chính là cái cách làm bài số 34. À thế chắc thầy có nhầm. Con uống hết sữa ông chả vỏ thì bố sẽ đưa cho điện thoại. Bố chị ăn lăng. Chị ăn lăng ở dưới đi. Rồi đấy là bài 34 thầy đã hướng dẫn thuật toán. Vậy thì để tính được diện tích tam giác này thì ta ở trong cái bài trước ta đã làm rồi. Như vậy ở cái bài số 3, bài số 6, bài điểm trong tam giác, bài số 34 này thực sự là một cái bài yêu cầu các bạn cài đặt và cốt chương trình nó khá dài. Đấy. Có bạn nào đang có thắc mắc hay hỏi gì nữa không nhỉ, để thầy gửi tới. Cách tính diện tích tam giác đó lên ngay Google ghi cách tính diện tích tam giác khi biết tọa độ các đỉnh, nó có luôn công thức nhé. Các em có thể áp dụng công thức mà người ta đề xuất thuận nhé.
Rồi, Trung rất nhanh đã tìm được công thức rồi. Nên tổ chức nó dưới dạng một chương trình con dặn hàm nhé. À, như vậy thì ở cái buổi học ngày hôm nay, ta đã giải quyết được một số các bài toán lớn, trong đó việc sử dụng cấu trúc dãy nhánh để thực hiện tìm giá trị lớn nhất, tách các chữ số của một số ra, sau đó thực hiện tìm giá trị lớn nhất. Ở bài giải và biện luận phương trình sẽ giúp cho các em tiếp cận với bài toán theo một cái hướng mới. Đây là một trong những cái hướng rất hay, từ một cái phương trình khó, ta chuyển đổi nó về phương trình cơ bản để giải và biện luận nó. Còn ở các cái bài tập kế tiếp như bài trong hình chữ nhật và cái bài điểm trong tam giác là các bài toán dựa vào cái mô hình bài toán hình học. Sau đó ta quy nó về thành một bài toán và ta hoàn toàn cài đặt nó bằng cấu trúc dãy nhánh được. Đấy. Như vậy thì các bạn đã làm quen với cái cách người ta ra đề và vừa rồi có Thiên có hỏi tính diện tích tam giác nhỏ hay tam giác to đều như nhau thôi, bởi vì tọa độ mình đã biết rồi mà. Cái điểm XM người ta đã cho rồi. Tam giác AMB thì tọa độ của nó sẽ là XA, IA, XM, IM, XB, IB. Ta truyền vào công thức tính diện tích tam giác để tính nhé. Nên tổ chức nó chương trình con dạng hàm. À, tới thời điểm này thì các cái bài tập thì các bạn đã nộp rất tốt. Và cái bài equation các bạn thấy nhé. Tới thời điểm này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À, là có rất nhiều các bạn đang nộp bài equation rồi. Còn các bạn nào chưa hoàn thành được bài equation thì các em tiếp tục làm nhé. Ở tập bài 30, 31, 32, 33, 34 thì các bạn cố gắng hoàn thiện nộp bài và nộp trên bằng danh. Và ta thấy rằng thứ hạng của các bạn, điểm của các bạn bây giờ đã rất nhanh. Đấy, như Thiên đã lên tới gần 200, Nguyên đã trên 200. Đấy, chỗ anh Minh đã 161 rồi. Tối nay là đã... Tối nay là đang là ở bao nhiêu nhỉ? Là 128. Rồi. Các bạn khác các bạn cũng tiếp tục nỗ lực nhé. Được, còn cuộc đua xe vào bàn phím ta sẽ hẹn nhau vào một buổi kế tiếp. Ta sẽ có một cái buổi typing ranker thật hiệu quả nhé. Rồi, hôm nay thầy trò mình nghỉ ở đây đây. Các bạn nhớ xem video trên kênh YouTube của thầy có chữ Đặng Tuấn Thành nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, like, share, comment cần lực. Bác nhá. Ừ, thầy chào các em. Thank you.